trận yếu đầu tiên trong trận thiếu này. Đây là kèo đấu vòng thứ tư giữa Chip Boy và Tiểu Bạch Long. Vâng, vòng đấu này sẽ quyết định ai là người mà có tấm vé vào ngày mai. Vâng, chỉ cần thắng trong vòng đấu này thì sẽ có tấm vé đến với cái vòng 8 người ngày mai. Và đây là mảnh máy của Chip Boy. Và một trận đấu với Chip Boy phải đóng chiếc BG rồi khi mà anh dò ra cái bãi quả phụ nó hơi muộn. Dò ra bãi hiệu nó hơi muộn. Mà nếu như dò ra bãi hiệu sớm thì có thể là anh có thể đánh theo kiểu tàu được. Mà không sao, trận đấu này vẫn ok thôi. Khi mà những cây gỗ đầu thì cũng tương đối gần nhà của anh. Bắt đầu lùa 5 con hiệu này về. Và nhà nhìn cái thế bài thì có vẻ như là rất là trống. Có bãi quả phụ luận nhưng không lên cắm cờ. Trời ơi, sợ Chip Boy lại cắm cờ. Vâng, đánh sen 8 phút đầu thì chúng ta chỉ có speed là 1.5 mà thôi. Hoàn toàn không phải cắm cờ. Cắm cờ sẽ không đi được hết các bóng đen. Và cập nhật một chút cho các bạn, đó là hơi vâng, hơi đáng tiếc một chút là ngựa ô, chú ngựa ô của giải chúng ta đã phải rời giải rồi. Vâng, anh rời giải không phải do anh thua mà là do anh nhà anh có việc bận nên anh phải rời giải. Rất đáng tiếc ông này. Và ông này là cái ông mà đã thắng Văn Lớp. Thắng Văn Lớp và thắng Mít Hường. Thắng ông ấy thắng Mít Hường và thắng Mít Hường thắng Văn Lớp và đã phải rời giải. Hơi đáng tiếc. Cứ tưởng rằng sẽ có một con ngựa ô của giải nhưng mà không. Và mỗi giải chúng ta có một ngựa ô thì nó sẽ rất vui hơn rất nhiều. Ví dụ như là các bạn có thể thấy đợt trước thì chúng ta có nổi lên hiện tượng đó chính là siêu sao đế chế. Đấy, hiện tượng siêu sao đế chế, còn bây giờ thì là hiện tượng Đinh Xuân Canh. Nhưng mà hơi đáng tiếc. Và thực sự là mình rất là tiếc. Đang định quay Đinh Xuân Canh trận tiếp theo. Mà anh ấy nghỉ mất rồi. Và cái léo vé thăm may mắn vừa rồi thì rơi vào đúng một mít, đó là mít Thu Hường. Bằng em đã được lọt vào vòng trong. Vòng vòng chung kết của ngày hôm nay đấy. Rất bất ngờ khi mà có một mít lọt tận đến vòng này. Và Mít Thu Hường phải gặp một đối thủ cứng, khó nhai như cả của Gunny. Và các bạn nhìn Gunny solo QR cũng thủ lại bình thường thôi. Nhưng mà Gunny mà đánh giải thì gần như nó là cộng đam thì phải. Và anh liên tục thắng những đối thủ mạnh. Và quay trở lại trận đấu này, một trận điều mà nhà của Chip Boy. Như vậy là đã đủ đồ, hai đàn hiêu, như vậy là tôi đã dự đoán nhầm. Nhà Chip Boy không phải là xấu. Gọi là cũng được thôi, nhưng mà cái thế bo nhà ở Chip Boy tương đối rộng. Và để xem Chip Boy sẽ cơ cấu như nào trong bài thiếu này. Nó so lắm rất ăn gỗ thế này. Một chiếc nhà bè. Một bài mà chắc là sẽ đủ 3 bé thôi. Mà nhà này rất khó khung, để tôi xem Chip Boy sẽ khung như thế nào. Thực ra là nhà có khung được hay không thì nó đơn giản thôi. Nếu các bạn không khung được nhà thì các bạn phải đánh một cái thế công 100%. Không bao giờ đánh thế thủ. Nếu các bạn đánh thế thủ thì các bạn sẽ thua chắc chắn luôn. Nhà xấu thì đánh thế công. Còn nhà đẹp thì các bạn tùy theo các bạn thích đánh cái gì đánh. Đánh thế thủ cũng được, đánh thế công cũng được. Mà không nên công quá tất tay, không nên ham, không ham công quá. Và trận điều ấy để xem Chip Boy đánh bao nhiêu dần nào. Đây là bãi quả phụ 6 cây. Và đằng xa thì có một bầy hiêu nữa. Rồi, đang rất là chuẩn mực dành cho Chip Boy. Và đây liệu rằng có phải là chiếc bét thứ hai. Ăn ở đây thì nó hơi bị tắc nghẽn giao thông một chút. Thôi đúng rồi, để ở đấy vừa đẹp luôn. Một chỗ này vừa đủ cái một cái bét luôn. Tiếp tục xây thêm một chiếc bè nhưng mà là Chip Boy không định đánh một bài dị rồi. Vâng, bài này mà đánh bài dị nó tương đối khó. Vâng, và sẽ như thế nào đây? Như vậy là cực kỳ tinh tế đến từ Chip Boy. Được. Vâng, pha này tôi gọi là một pha tinh tế của Chip Boy. Vâng, pha này tôi không nhìn ra, mặc dù cái nhãn quan của tôi thì thường sẽ cao hơn Chip Boy. Bởi vì tôi là người ở ngoài. Và tôi cũng từng là game thủ. Nên tôi nghĩ là cái nhãn quan của tôi sẽ hơn Chip Boy. Nhưng mà trong tơn vừa rồi thực sự là tôi không nhìn ra. Thôi đừng. Không, đừng để lọt vào đấy, trời em ơi. Không sao. Không sao, không sao. Chỉ có 3 thằng dân được ăn hiệu thôi. Đánh hơi nhiều dân, vâng đánh như AC vậy. Vâng sen và đánh tận 26 dân. Bên kia thì là một... Vâng đối thủ của Chip Boy là Tiểu Bạch Long.
Vâng, hàng không mềm một tí nào. Vâng, nhìn Tiểu Anh Long thì bây giờ thì tay anh cũng đã chậm rồi. Tay anh chậm rồi nhưng mà cái đầu anh vẫn còn minh mẫn lắm. Và bạn biết rồi, người tay chậm và cái đầu khôn nhất trong làng AOE đó chính là Sen Long. 25 dân đến từ Tiểu Anh Long. Như vậy là khả năng Tiểu Anh Long sẽ lên đời sớm hơn nếu như cả hai game thủ ép đời chuẩn. Có biết Tiểu Anh Long có chết dân không? 3 chiếc BS rồi. Vâng, thêm bãi quả phụ đã dành cho Chibo một trận mà lực gọi là, người ta gọi là trần thị lực. Hai dân CBM, sau đó HC một cái, xong rồi ba dân CBA. Mắc bình. Không, không xây dưới dốc em ơi. Vâng, không xây dưới dốc. Bài này tại sao phải xây dưới dốc? Tôi không nghĩ rằng bài này phải xây dưới dốc đâu. Đây là BM và đây là BA. Vâng, đánh như anh Tim vậy. Đúng là như vậy, Tiểu Long lên đời sớm hơn Chibo 20 giây. Như vậy là Tiểu Long ép đời cũng khá chuẩn. Kích đời như vậy là 10, 10, 11. Khá chuẩn một bài đấu xe của Chip Boy. 27 dân. Và ra ăn bãi quả phụ luôn. Nghĩa là Chip Boy sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 4-5 thằng dân để có thể ăn bãi quả này. Nhưng mà vẫn vẽ ruộng thôi để cho chắc lực. Vòng bài rất khỏe. Còn hai bãi quả phụ dành cho Chip Boy. Bãi quả dưới. Đúng rồi, để ăn đây, không nên lãng phí bất kỳ một dân nào. Solo cung R thì chỉ cần một tơn sai lầm thôi là bạn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Lượng thịt của chiếc boy bây giờ đang không quá nhiều, nhưng một chút nữa thôi thì nó sẽ dồn nên nó gọi là max bail. Vâng, để ý bãi hiêu. Vâng, bãi hiêu đầu em ơi. À không, bãi hiêu thứ hai. Bãi hiêu phụ thứ hai. Một trận sẽ là 5BA đến từ chiếc boy. Rồi, tiếp tục xây nhà BA ra. Một bờ trận này chắc chắn sẽ là 5BA. Bờ bài này đánh 4BA thì kẻ cười người chê. Nâng cấp. Và như vậy Tiểu Anh Long là người đến sớm, đời sớm hơn. Nhưng mà biết Tiểu Long là người đánh bao nhiêu dân. Tiểu Long đánh 25+1, 26. Còn Chibo đánh 26+1, 27. Vâng, đúng là như vậy. Hai game thủ lên cách nhau đúng một thằng dân 20 giây. Trận này bao nhiêu BA, bao nhiêu A đây. Trận hoàn toàn có thể đánh 6BA. Nhưng mà chắc chỉ sóc được tầm 2 tơn. Và Chip Boy sẽ không lựa chọn cái sự lựa chọn nguy hiểm như vậy. Dần ra và tiếp tục vẽ ruộng, lực rất khỏe. Một chiếc nhà BE. Vâng, biết Chip Boy vừa soi cái tham gì đây. Vâng, 3 chiếc BE. Và chiếc BS thứ nhất và BS thứ hai nó đang có vẻ hơi xấu. Vâng, như vậy là tơn sau đã sóc chưa? Không, 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 không. Trời ơi, em ơi, sóc cùng thế này không bao giờ. Và Tiểu Long đang đi tơn cùng đầu nếu như tôi không nhầm. Tơn thứ hai của chiếc Boy hình như chỉ có 3 con thôi thì phải. Tơn cùng đầu của họ đây. Và chiếc Boy cũng rất tỉnh. Vâng, để ý. Bãi rừng này có thể bị bắn xuyên qua. Như vậy tơn thứ hai chỉ có 2 con. Vâng, đáng lòng. Không, như vậy là vẫn 5 con ra muộn, 2 con ra muộn một chút thôi. Như vậy là nhà của Tiểu Long khả năng là ở cái góc 6 giờ. Rồi, chuẩn. Điều cung thôi. Vâng, Tiểu Long không phải là game thủ điều cung quá hay. Vâng, điều cung với anh ấy thôi. Vâng, lấy cái điểm mạnh của mình mà đánh lại điểm yếu của đối phương. Vâng, anh Dũng là điểm mạnh của anh Dũng chính là cái khả năng đi quân. Còn điểm mạnh của Chip Boy chính là khả năng phát triển và khả năng điều cung. Nên mình cứ lấy cái điểm mạnh của họ, biểu của mình và đánh vào điểm yếu của họ. Mình cứ đấu cung liên tục thôi. Sóc cung khả năng mình còn đều hơn cơ. À không, không, ông nào đều hơn như ông Chip Boy này thì sóc cung liều tiều lắm. Vâng, có Ken BE không để tìm đường đi quân đối phương. Đứng trên dốc nhưng mà không đời nào đối phương vào dốc. Bãi quả phụ Chip Boy. Bãi quả phụ thứ nhất. Dân chơi. Và đây, Chip Boy bây giờ tơ này đang ở trên dốc. Và Tiểu Long có dám công vào không? Như vậy là Tiểu Long cũng phải lùi. Và Chip Boy đang không đi quân. Chặt gỗ 2. Đúng rồi, chuẩn luôn. Vâng, bây giờ thì bị công vào nhà chính. Mà Chip Boy vẫn đang tương đối đông quân ở trong tuần này. Vâng, liệu rằng đấy thì các bạn thấy không, Tiểu Bạch Long điều cung. Vâng, chắc chắn là Chip Boy là người điều cung hay hơn. Vâng, lại bị bắn vào ruộng. Không thua, không thể thua được trong trận như này. Quân ở nhà vẫn thủ vào con đang một tơn đi quân. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Đừng để họ kiếm nó con dốc. Vâng, Tiểu Long đánh 4 BA. Bắn thôi. Vâng, tại sao không bắn trong tơ này?
cứ bình tĩnh, vâng cứ bình tĩnh, dân mình diền dứ thả diều là có thể đỡ được, chắc chắn là sẽ đỡ được. 4-5 BA sóc đều là được. Đấy, vâng đơn giản thì thôi. Vâng đi điều cùng. Vâng bị ốp BA đến từ Tiểu Bạch Long. Vâng Tiểu Bạch Long bị ốp BA và Chip Boy vẫn đang diền dứ đỡ được nha. Rồi, rất hay. Những pha điều cùng đến từ cả hai game thủ. Và Chip Boy đang có một cái như vậy là đang không được chiếm lợi thế trong tuần này, nhưng mà tiếp tục những nhà BA nở ra thì sẽ thắng thôi. Ruộng Chip Boy. Rồi, điều cùng thôi. Vâng, tân này sẽ được nhà và họ sẽ bị lủng mất nhà, mình mất bãi ruộng. Nhưng mà lực vẫn còn khi mà đang vẫn còn bãi quả phụ đang ăn. Không như vậy là hết rồi. Lượng gỗ bây giờ rất nhiều để có thể vẽ lại thôi. Đơn giản. Bắt đầu vào móc thêm ruộng của nhà Tiểu Bạch Long. Và Tiểu Long tân đi cùng quần cũng khá hay. Vâng, có bao nhiêu có vẻ như anh cầm lên hết. Để ý trong tân này, lượng gỗ đang cực kỳ nhiều. Em sóc quân. Sóc quân chứ bởi. Vâng, toàn quân sóc quân thế này thì em sao mà thắng. Vâng, bảo sao quân của họ đông hơn. Vâng, các em thủ Trung Quốc ở trong đầu bao giờ cũng có một cái ý tưởng là sóc quân. Và đấy bảo sao thì các anh ấy quân đông. Vậy cực hay. Rồi, Vâng Lang sẽ bắt được trong tuần này. Vâng, bắt hết thì tươi, cẩn thận BE bị đục. Vâng, một con cung R. Một con cung R thôi. Bắt đầu vẽ thêm ruộng. Và bây giờ thì đẩy vào nhà. Than Loan 59/72 và tôi nghĩ giờ thời điểm hiện tại thì Chip Boy đang là người đè chứ không phải là Tiểu Bạch Long. Vòng vẩy hai chiếc E siêu nhanh để thể bắt được đám quân này của Tiểu Bạch Long. Bắt đầu vẽ thêm ruộng, nhưng mà cái vấn đề bây giờ là Tiểu Bạch Long đang người đi công. Vòng 3 con R trong nhà rất là khó chịu. Tỉ ý trong tuần này thôi, cứ bình tĩnh. Rất may Tiểu Bạch Long không phải là người móc máy quá hay, các bạn nhìn thấy. Vâng, anh bắn vào rừng, bắn vào lực gỗ của Chip Boy, nhưng mà Chip Boy bây giờ cũng rất nhiều gỗ rồi. Không xoắn trong tuần này. Bắt đầu đi một tuần cung để có thể đẩy vào vòng. Nhận ra là cái nhà của Tiểu Long rất là xấu. Tham Lai thì vẫn đang cần thôi. Chip Boy đang đè một tí xíu. Vâng, không đi vòng chứ. Tuần này phải đi vòng nó mới gọi là kinh. Vâng, đi vòng tuần này nó mới ghê. Không ai, vâng họ không biết đường đi quân của mình ở đâu. Vâng, bị móc bãi gỗ Chip Boy. Một con R móc bãi gỗ. Vâng, gặp luôn. Vâng, họ chỉ có 4 con cùng tuần này thôi. Tiểu Long đang đánh trên một cái thế công, một công toàn diện. Bãi gỗ bên kia, vâng liên tục bị móc vào những bãi gỗ. Và Chip Boy đang móc được, ăn được rất nhiều quân. Cái vấn đề bây giờ là Chip Boy cần phải đi một tuần cung, đi công. Qua đến nhà Tiểu Bạch Long rất là xấu, hoàn toàn có thể móc được vào nhà của Tiểu Bạch Long. Vì vậy nên là anh đánh theo cái kiểu mà công 100%. Lúc đầu mình cũng nói với các bạn rồi, nếu như nhà xấu thì bắt buộc phải đi đánh công, không thể đánh thủ được. Vâng, đứng cung ở đây luôn. Vâng, người ta gọi là ngựa quen đường cũ, kiểu gì ngựa này cũng nó không quay lại. Vẫn là 5 nhà BA đều, bây giờ thì mít BE. Thiếu BE trong tuần này. Và bây giờ đẩy một tân cung lên, liệu, liệu rằng vâng Tiểu Bạch Long tôi đã bảo rồi, ngựa quen đường cũ. Đừng có quen mùi. Quen mùi thấy mùi ăn mãi. Và bây giờ thì Chip Boy đang có một tân mà đi quân lên chỗ này. Vâng, điều cung, để ý điều cung trong tuần này. Vâng, một tân mà dừng đông kích đây. Đấu quân và đi móc lốp. Vâng, họ đang một tân bánh mì kẹp thịt. Nhưng vấn đề bây giờ mình đang là đông hơn. Tham Lai 74/94. Tham Lai mình đè. Và Lăng Tiểu Long sẽ nằm xuống xong tuần này. Vâng, xoa tham lâu thế em. Xoa tham lâu thế. Chip Boy ơi, làm gì đấy? Quýt à? À thế vậy là Tiểu Long quýt rồi. Tôi tưởng là chưa quýt mà xoa tham thế thì chắc tôi chết. Và như vậy là tỷ số là 1-0 dành cho Chip Boy trong vòng đấu thứ tư này. Và chúng ta cùng chuyển đến trận thi đấu tiếp theo.